Thưa quý vị, sáng 17 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức họp phiên tháng 5 năm 2024 để đánh giá hoạt động tháng 4 và định hướng một số hoạt động sắp tới. Đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phiên họp. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung bao gồm danh mục chức danh, chức vụ tương đương và danh mục vị trí việc làm của cán bộ chuyên trách công tác đảng, thành lập đảng bộ bộ phận vụ tổ chức cán bộ, việc chuyển giao đảng viên từ đảng bộ Cục Kế hoạch Tài chính sang đảng bộ bộ phận văn phòng bộ và kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức đảng của đảng bộ bộ phận văn phòng Bộ Tài chính. Hội nghị cũng nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2024 trong đảng bộ Bộ Tài chính. Đồng thời cho ý kiến về tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Ban chỉ đạo 35 Bộ Tài chính. Hội nghị cũng dành thời gian cho ý kiến về chủ trương thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, phân công, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ chuyên trách, các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính. Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Anh Tuấn thống nhất với các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tham gia tại hội nghị.